Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, lời đầu tiên cho phép tôi, người dẫn chương trình đêm nay, gửi tới quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa toàn thể nhân dân, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện 50 năm di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thôn nhà long trọng tổ chức đêm hội trăng rằm và lễ tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019, các em đỗ các trường đại học năm 2019 và đón nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Phúc về việc thành lập câu lạc bộ văn nghệ thôn Phúc A năm 2019. Với niềm vui chung đêm nay, cơ sở thôn Phúc A tổ chức chương trình đêm giao lưu với sự tham gia của câu lạc bộ thôn nhà và khán giả địa phương. Bằng những tiết mục hài đặc sắc và những làn điệu dân ca đậm đà bản sắc tình quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, hy vọng đêm nay sẽ đem lại niềm vui và tiếng cười cho tất cả mọi người sau những ngày làm việc hăng say vất vả. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, cách đây hàng trăm năm, tại bến cảng Nhà Rồng, nơi ghi dấu ấn lịch sử về chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đây người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu ra đi tìm con đường tự do cho dân tộc Việt Nam. Mở đầu chương trình đêm nay là bài hát chèo Bến Cảng Nhà Rồng, các điệu chèo Đường Trường Thu Không do Huy Cận và Tốt Múa câu lạc bộ văn nghệ Tôn Quốc A trình bày. Xin một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Huy Cận và nhóm múa. Như cánh chim không mỏi
bên